Chào anh em nhé. Ngày hôm nay em lên một cái video test cho anh em chất âm của LA850 và LA650 anh em nhé. Bản mới về thì nó rất là đẹp. Đó, hàng mới anh em nhé. Đây thì em test hai con LA850 cho hai bác. Một anh Tâm ở Kiên Giang này và một anh Trà anh ở Quảng Ngãi. Đó. Thì hôm nay phải nói là đây em mới bốc một chút sang cửa hàng thôi. Nhưng mà test thì nói chung là cái chất âm của cái này thì nhiều anh em đã quá rõ rồi. Và có một cái đặc điểm của dòng này là nó rất là ngắn. Nó chỉ 38cm thôi. Anh em có thể thấy rất là ngắn đúng không ạ? Và dòng này cái chất âm của nó rất là sáng sạch anh nhá. Em đang chơi con 850 mà chơi hai đôi bát 30 thoải mái luôn. Ở đây là con TVK12, đây con KT12. Đó. Đây là bát 30. Nhẹ nhàng luôn đấy. Nhạc thì em cắm luôn vào từ máy tính vào cục đẩy và cục đẩy ra loa thôi. Thế là xong anh em nhé. Đó. Rất là đẹp đúng không ạ? Cái mặt sau của nó đấy anh em có thể nhìn thấy. Rất là đẹp. Hôm nay test hai con này cho một bác cho hai bác. Đó thì anh em có thể thấy là dòng lợi acoustic này thì hiện tại em đang có 3 mã, đó là 500. LA500 là công suất là 450W. Đó, 500W. Đó, một loại là LA650 là công suất là 600W và 850 là 800W anh em nhé. 400 này, 450 này, 500, 600 này, 800 anh em nhé. Đó, đầy đủ các mã về cho anh em. Đây là những cái cục đẩy mà công suất chuẩn anh em nhé. Em báo luôn với anh em là công suất chuẩn và hàng mới của LX Acoustic. Đó. Đây anh em có thể thấy đấy ạ. Đó, con này là con 650. Đó, giải tần đáp ứng là 50-60Hz của điện áp anh em nhé. 220V, 650x2, LX Acoustic. Đó, đây là những cái cục đẩy mà em đang đóng test cho tất cả các bác đây. Anh em có thể nhìn thấy em cũng đang đóng hàng rất là bận rộn. Đấy. Nhấn mạnh với anh em là những cục đẩy này công suất của nó là công suất thật em nhé. LA500 công suất là 500W, 450 cho đến 500W. Đó, và giá là 3,7 triệu. Còn con 650 này là 4,3 triệu. Công suất của 650 này có thể chơi tốt được một cặp bát 30 và một cặp bát 25 anh em nhé. Đấy, còn 850 này chơi hai cặp bát 30 ngon lành và có thể chơi một bát 40 và một bát 50, một bát 40, một bát 30 được anh em nhé. Nói chung là cái chất âm của nó rất sáng. Đó. Đây là anh 850 anh em nhé. Chỉ đâu đơn lòng vì đời mấy ai giữ được câu chung tình. Điểm rất là hay. Ai đánh xuông ra loa luôn anh em. Đánh xuông ra loa luôn thì anh em có thể thấy. Đánh xuông ra loa mà nó chất âm nó đã như vậy rồi. Đấy, và anh em có thể nhìn thấy ốc đây. Đó, bắt rất là đẹp đúng không ạ? Đó, rất là, đều là ốc hoa thị hết em nhé, hoa thị hết và nó phải nói là rất là chất và size ngắn anh em nhé. Lưu ý với anh em là size ngắn 38cm thôi, đút tủ rất là vừa. Đó, quạt gió thì rất là êm. Đấy, anh em có thể thấy rất là êm, nhẹ nhàng, tình cảm. Đó, đấu dây cũng rất đơn giản thôi, một đầu linh ra và một đầu input vào. Đấy, đang gạt stereo hết anh em nhé. Đấy, có thể rắc cắm loa và new trick. Đó, đây anh em có thể tham khảo với cái dòng cục đẩy này anh em nhé. Đây là một trong những cái cục đẩy mà bên em đang bán rất tốt. Đó. Nói chung là cái chất âm của nó hay này, cái chất âm hay này, độ bền cao này và công suất ra là công suất chuẩn anh em nhé. Công suất chuẩn anh em lưu ý với em là công suất chuẩn. Đó. Chất âm của tiếng của nó cực hay, anh em chơi gia đình thì tuyệt vời. Tiếng nó rất hay anh em nhé. Phải nói là phù hợp cho anh em chơi gia đình anh em nhé. Nếu mà như 850 này mỗi một kênh có thể chơi tốt được một quả súp 50 này anh em nhé, chơi tốt được một quả súp 50 như 850. Còn 650 thì anh em chơi một đôi bát 40 là ngon lành, cũng có thể chơi ngon anh em nhé. 650 là chơi được một đôi bát 40 luôn anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với hai dòng này và cái giá tiền của nó cũng rất là rẻ. 650 với đang cái giá là 4,3 triệu và 850 giá là 5 triệu. Còn nó 500, đấy, bên trong này em có một con 500, đó, một con 500 đây. Thì con 500 này giá 3,7 triệu anh em nhé. Đấy, giá đang rất tốt cho anh em. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Bên em giao hàng toàn quốc cho anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.